Em đang quen mấy Như mà sao vậy? Chuẩn bị cưới rồi mà anh Liên nói. Cái bữa mấy Như kêu ở là thằng xăm lộn xạo lộn vậy. Nhà có bà bầu thì nghĩ. Mấy Như kêu là anh là thằng xạo lộn. Rồi em nói lại em câu. Cảm ơn Quân nha. Mới yêu em. Trung hút ở ngoài. Trung hút ở ngoài chứ Trung hút trong nhà. Bữa bé Như nói là anh là thằng xạo lồn, xem em nói lại câu xạo lồn anh mới yêu em, bé Như say yêu em luôn. Xạo lồn anh mới yêu em. Giờ nãy Chung đi 9 quân cảnh nha. Cái anh Chung đi cái top 8. Dẫn đầu vô tóc tán mang miếng gì đâu vậy? Cái rượu đánh mà lé này vô cái tươi vậy anh chạy. Ai rủ? Đủ má mày nhà thắng. Cái gì vậy? Chụp hình đi gửi Facebook bây giờ với mình kêu. Anh Long anh ơi. Ba cái gì vậy? Rồi được cho em một xíu. Đủ không qua trả không qua sủ nha. Anh cướp hả? Được nhận 1 vàng và 5 tỷ lệ, 5% tỷ lệ nhận thêm 1 vàng là sao? Sao ra cái gì đâu không vậy ta? Đọc mà còn không hiểu nữa, tính này nó biết trình nhìn đó luôn á. Kỹ năng Bayne bắn cả 2 mũi tên vào kẻ địch xung quanh gây 75% sát thương. Ui, điệp bại bà chơi cái này không nhờ. Bị cái gì anh? Chơi cái này không nhờ. Chơi luôn ơi. Siêu thú đi nhờ. Anh ba chim em coi kìa nó anh ba á. Té mẹ mày đi. Chuẩn bị nó vô nó dạy thu nha. Chuẩn bị nó vô nó dạy ơi ba ké thôi mà cha sao vậy? Ủa mày coi trên chim không được hay sao vậy? Đi lấy. Bị kênh trung tâm nha Lê. Rồi đang đây luôn. Luôn hỏi. Đây đây nè. Tính ra con Bayne xịn quá nè. À thì chứ Lê ơi. Nó lên đủ má nó chặt cây đau ngàn mấy đam không mà Lê ơi. Cao lắm hả? Ừ. Giao dịch anh. Để nhận em nó giúp cho. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, thôi kệ đi, thôi để em nói cho em đi. Ê mày lấy hạt cái mày bày bê tơi tao vô cái. Kêu nó biến đi, kêu nó biến khỏi cái bãi đi. Chừng lãi 22 kim chứ anh sao trễ 20 vậy? Anh ăn trong ban thầy ơi. Ban cái gì, ban hội gì đây? Cút ngay. Anh Tam không tình nghĩa anh Tam mới bỏ tụi em đi chứ. Chứ anh Tam tình nghĩa là anh Tam đâu có bán hạt đâu Lê. Đâu có bán hạt kiếm tiền cày hạt khác bán tiếp rồi. Giờ anh đang cày chay kinh tế mà. Đúng rồi, giờ anh đang cày xong rồi anh bán hạt tiếp mà. Ừ. Anh thấy dễ quá. Anh chịu rồi. Bây giờ anh chạy ra anh cày tiền đồng luôn mà. Chạy cày tiền đồng đổ mẹ nó ra cày tiền đồng vậy mấy ba. Đổ nó sợ lơ không mà. Không vậy luôn á. Nói vậy chết tao. Mày lấy mày lấy à? Kêu kìa mình mời tôi vô BT cho tao hít cái. Có mời mà, có mời mà. Không thấy. Để tôi coi con Bayne xài đồ gì nha. Ok được rồi. Giờ cứ lên 80 là anh có chịu là anh làm tới luôn. Chịu rồi. Rồi bắt đầu anh vô ban, anh kêu là để cho ban khuyết, ban ngưng nha. Cộng thêm 1 tỷ. Đây rồi, điệp bẹ mày bài nó ra liên tục như này, không con tự ra như này. Trời ơi, không cãi gì trời. Bài này không top 1 đủ má mày nó phí. Bài quýnh bài gì vậy? Bài nè. Biết chơi luôn hả? Bài nè với lại 5 cảnh binh laser. Rồi rồi. Một lát nữa ra coi. Một lát ra cái ấn cảnh binh laser cho Bayne luôn. Quýnh Bayne quýnh cảnh binh laser là hắn biết chơi đó. Trời ơi, giỡn hoài cha. Rồi thêm luôn cho tụi bay nữa. Ta đặt chuyện, ta đủ làm gì nữa kệ kệ ta trời. Thôi vậy. Còn yếu vậy. Đợi 2 phút Lê, đợi 2 phút Lê. Có 2 triệu win đó. Game này top 1 là anh em ơi. Dễ quá, lobby mềm phải lồn nha. Do kim bạch kim nam á anh ba. Ở đâu ra bạch kim nam mày? Ừ, đâu bạch kim nam. Bạch kim 4 anh ơi, bạch kim 4 ơi. Bạch kim 4 nhá. Má không biết chơi không vậy? Ê cái muỗng ra được cảnh binh không vậy? Có. Cái muỗng ra được cảnh binh đúng không? Có quân cảnh, có quân cảnh. Còn mẹ mày lụm cái muỗng nha, cho tôi cái muỗng nha. Cái đụ mẹ mày nữa ngay Lộc. Rồi, để tao tí, bây giờ tao lấy cái. Một cái muỗng. Con chó Lộc này nữa. Mày. Có 300 hờ, 300 kia rồi Lê ơi. Luôn cho Yasuo à, không cần, tôi không cần đồ cho Yasuo. Ok. Này đúng không? Tôi không cần đồ cho Yasuo. Tôi cần đồ tan. Đi rồi mọi người đi. Má cái này mình đủ tiền ốp 6 giữ chuỗi luôn chứ. Đủ tiền ốp 6 bắt ra mết ra giữ chuỗi luôn. Em muốn đòn anh ba thì có cách nào để đòn dễ cô? Mày nghĩ coi, anh ba 34 tuổi hít thì mày hít bầu không khí trong lành trước này được mày khoảng mười mấy năm mà mày đòn anh Trung. Cái đầu anh Trung sạn không? Ông anh ba chết sỏi luôn. Ba có sạn luôn hả anh ba? Sao không Lia? Sạn à. Rồi anh ba sạn không? Còn anh ba sỏi không? Cái gì sỏi mày? Đâu ra sỏi vậy? Ba đầu đất anh ba, có hổn thiệt. Tính ra mày nói luôn á Lia. Sao vậy? Lỡ em ban chủ ơi. Hiểu lầm. Ban chủ gì nữa? Ơi, một ngày là ban chủ là trả lời là ban chủ nha. Lưỡi có đốm anh ba. Lưỡi có đốm lặng Lia. Lưỡi nói có đốm. Trời ơi, thằng đụng đá quân cảnh luôn chứ. Không có limo nha. Đá quân cảnh của anh Trung luôn rồi, chó này. Khói chí sỏi gì? Vậy thì cốt. Bài Trung bùi cứng quá mà. Bài này đi cái chuỗi 100 máu cho anh em coi. Ổi lo thân ổi đi kìa đụng má mới có rau này mà ổi chết vậy mà như rơm như rạ rồi kìa. Ôi thời nào rồi còn chơi siêu nhân ra mình. Cứ hồi nó đi em trai ha hả? Anh độ không? Một kim không? Kim không nói sớm đi. Bài đồng anh cũng là đá. Bây giờ anh chăm máu mạnh sợ. Chăm máu mạnh sợ. Trời dứt. Hỏi. Ủa anh Trung đụng lần nữa. Độn kim nha. Một kim chứ. Trời. Ngại à, ngại ổi à. Ghê ba luôn. Thằng ổi này chưa bao giờ biết sợ ai. Thằng ta mày cũng điệp mà mày đéo bao giờ biết sợ ai. Rồi, vậy không sợ ai điên kim. Sợ ai thôi. Cũng đéo ai sợ thằng Tam này. Đẩy ra đội hình, đẩy đội hình nhẹ ra nha. Ủa Lê, mày đâu Lê? Tao Lê đâu rồi? Tao đưa nó đồ cái rồi tao chạy lên cho nó cắn event cái. Ok. Mày thiếu gì không? Tao còn xu nè. Thiếu gì không? Không, xu có, xu. À, vừa mới đá gặp ngay em nội luôn. Ván chạm nhẹ, ok. Dạ. Giáp kỳ mới cho 100 kim. Chưa từng. Dạ, ổi mạnh quá vậy. Chưa từng. Ổi mạnh vậy ổi. Về chạm nhẹ đi cái chuỗi 100 xương trước đi ha. Dạ. Không đi. À Shiba. Về chạm nhẹ xương. Chuỗi của tôi. Đồ 3 thành phần. Mày giao mày kéo. Đâu 100 máu đâu. Má bắt cái chuỗi 100 máu lột mỏi nữa. Cày thế à, mà luôn cho ai bây giờ ta. Blue hả? Blue tác hả? thì hôm nay có một... Má, bắp chuỗi của tôi mà lưu cho Baina luôn hả? Ủa, Baina Blue được không chị? Được, con. Tụi nó lần đầu tiên mới nghe Baina Blue luôn á. Nghe xà lô dữ trời. Có không vậy? Có. Mày te giờ Baina Blue mà anh ba. Má, Baina Blue vừa bắt chuỗi rồi đó mấy ông ơi. Lõi đó đánh bên lưu đúng rồi ông già ơi. Vậy hả? Cái lỗi này là phải đánh bên lưu à. Đứng hai nó lưu liên tục không? Tại vì nó bắn ra hai tia liên tục á anh ba hiểu không? Ừ. Nó sẽ bắn ra hai cái e liên tục. Rồi. Cũng hợp lý. Trình đâu có đâu. Một kim bạn ơi. Cũng hợp lý nha. Trên một kim à. Trên một kim chấm hỏi đủ ông ăn chưa? Đã này chẳng win mà. Đã thắng quá. Chưa? Rồi. Chơi nhau nhé. Có mới chơi nhẹ thì vẫn sao rồi. Má mới 7 dính à. 9 à. 69 ở hình như 69 là được rồi mày. Được rồi hay sao á? Mày thử lên động 9 nó thử coi coi được không? Ừ, mày chỉ cần biến thử lên thôi. Có mấy cái mà né tránh này nọ là được. Đừng mấy cái né tránh là được Ly ơi. Nó kêu là chưa đủ cấp để lên. Level 7, level 7 là vậy là 7x. Sắp sinh nhật rồi, bớt bảo thử đi ông già. Mua sô cô la đi, tao mày nữa đi. Rồi có gì rồi, xin con vay này của anh ba nha. Cái gì vậy đồ? Thật luôn. Hình như là 7x. 7x là lên được 9x thì phải mày. Hả? Ba nghe. Đúng không đủ, đủ được mà không đủ. 7x là lên map được 9x thì sao? Anh phải đi mà anh phải bé kìa anh mới chạy được 9x. Chạy bộ hay là biến lên? Chạy bộ. Thôi tao cho vậy. À không, vậy là chỉ cách một bậc thôi, chỉ cách một bậc thôi là 6x lên được 7x, là 7x lên được 8x nè Ly ơi. Nhưng mà 7x đỡ rồi con đỡ rồi. Giờ bây giờ nếu mà tao với mày thì 8x thì bãi nào ta? Phim gì của Nhật Bản là phim gì? Ý là con muốn nói là phim gì? Tầng 4 hả? Tầng 4 bây giờ người ta tranh hết bãi rồi Ly ơi. Ừ. Là phim gì? Doraemon. Đúng không? Chim lát anh ba ơi. Không cho đáp án vậy. Anh ba. Cái gì? Chim anh ba lát thùng kìa. Cái này chịu rồi mạng mà. Bây giờ mạng anh chơi cờ cũng đắt mà. Cái gì nhắn gì con nhắn gì. Sao mà lắc dữ trời. Đâu để anh sẽ sửa đâu ta. Sao hỏi lụm trước anh vậy? Ở chơi bá dơ vậy? Anh ba lấy về cho đó. Rồi nhà Na đi. Lấy lì xìn má ơi. Má xà lơ quá. Nhanh lắm, đủ má chơi vậy là nhanh chi dơ là giỏi. Dơ, cái gì vậy? Chiến thuật anh trai ơi, sao vậy? À, gà gì tính 4 tiền không vậy? Bà già nắm tay ông già, bà già bóp cua ông già. Bà già nắm tay ông già, cùng nhau dắt nhau vô phòng. Bà già hát vang lời ca. Buông tôi ra, buông cái quần tôi ra. Tôi không đua, Má ơi, hỏi được mấy này là hay đó ta. Má, tuổi thơ của tôi đó trời. Rồi lắm rồi, hát lại bạn ơi. Dạ, chung không hả chứ. Hát hay quá ổi ơi. Trời ơi, cái con Fiddle này nó đi đâu vậy trời ơi, sao cái con Sejuani đi ám tôi hoài vậy? Ám tôi à. Baina mạnh nhờ, Baina lỗi này mạnh quá nhờ. Trời ơi, cái gì vậy level 7? À, cấp 8 đồng chưa vậy? Cứu tôi. Trời, chơi game vậy không? Vậy không độ nha. Cứu tôi. Chơi game vậy là không có độ, không có chơi ấy nha anh trai. Ây da trời ơi cứu tôi, level 7 ra 3 con được bị phít đồ luôn. Chơi game vậy kêu cho đỏ rồi từ ái đi chứ. Một kim thôi thì một kim thôi thì một kim thôi. Chưa chắc bài anh đang win bài tôi đâu anh trai ơi. Cảm ơn anh nhiều nha anh Tú. Cứng là đúng không? Em nó kéo nữa chứ. Có. Cứng là đúng không? Nó kéo tôi cái điệp mà em này. Ổn rồi luôn. Rồi lắc tiếp rồi. Cứng rồi đúng không? Lắc tiếp rồi. Nó lắc liên tục như này nè. Nó lắc quá trời lắm. Mãi là gia đình nha anh em. Mọi người thông cảm với mọi người, mạng mớm nó như nó đang như cái đầu bùi ấy. Bye bye em, mãi là gia đình. Mày như cạch nên ốp nha anh em. Mày như cạch nên ốp nha anh em, ấy chiên chán quá, quậu anh em ơi. Ngày mai tôi anh em rực rỡ nha. Bye bye anh em, mãi là gia đình. Xíu mấy cậu nè, tôi chơi gì kìa tôi mấy ông yêu ơi nè, cứ thích chị. Rồi cậu đến đây nha anh bạn. Sao tụi bay giỏi quá. Anh ba chửi dùm em thằng bạn tên Chan được không, anh ba nó sống tự nhiên như anh ba vậy. Sao vậy? Ôi thấp cán thì chứ, thắc mắc con cạc. Thấp chưa, là 4 chấm luôn, thấp cán. Ngon ta. Ngon hả? Trời ơi, nó giết ba rồi. Rồi mà giết ba, điên à. Mệt em. Má cái gì mà còn đi vào 7 gì mà 2 xe không. Khánh ngăn lại kẻ cù khờ đó. Ngăn lại kẻ cù khờ. Ai mà tiếp tục tiếp ác chứ. Lửa lại lên nè, lửa nó lại lên nè, ổi. Chào cúp cho anh ba. Quên đưa lại lò mày chứ. Chắc up 8 luôn đi, lên 8 ron cũng được. Lên 8 này lên ron cũng ok. Không vấn đề gì. Mà giờ bài em ba có thua ai nữa đâu mà ron chỉ bị ban nhỉ mờ như phim sẽ. Sắp 8 vậy nữa, ngồi yên đó cho tao chơi đi trời. Vậy không. Đồ nó cứ vậy không. Con vẹt của mày bay đi đâu? Con vẹt của mày bay đi kiếm tao à? Mày kiếm ai? Vẹt của mày kiếm ai? Mày cút Lộc ơi. Đi luôn đi Lộc. Mạnh sao? 7 Fiddlesticks 2. Ủa rồi sao? Tự nhiên liên quan gì? Rồi mạng ổn rồi mọi người ơi. Mọi người nhấn F5 lại là ổn nha mọi người nhá. Độ chi độ cũng mới mỗi lần đồ là mỗi lần đi. Ngu dưới con bòi. Như con bòi đực bọt ca. Gì vậy em mỗi mạnh với người ta tính ra tính đi tính lại mỗi mạnh dưới chịch. Đéo bị con má e ừ. Em đã bị nó giết kìa. Ai da gặp nó nổi luôn hả má. Cái gì vậy? Chiếu đồ ha, quýnh không lại anh ba. Gặp em mỏi trong lúc em mỏi mạnh nhất nữa chứ. Quýnh không có lại, nó đẻo nữa chứ. Chết rồi. Sao vậy? Có hút mà mày. Giờ vô phòng không nghe đúng không? Tại vì hôm qua anh thấy trong phòng nghe mùi thuốc cho nên anh chạy ra ngoài thôi. Coi trời nó ngồi hút nha. Mỏi đi bà ơi. Cái gì vậy em mỏi? ta, sao kệ ta chứ. À, trời em ra cái kia luôn chứ. Trời ơi, mẹ nó nữa chứ. Giao điện em má, giao điện. Cái con sao chơi con chó này. Mạnh rồi về ta lấy đồ chửi người ta thì dưới trời. Đấy, dần khè hết rồi. Trời, nó cũng biết đồ hai luôn. Trong anh mai không biết ai hơn ai nha. Sao mà cãi được, vậy sao mà cãi được. Đúng nhận sai xạo lồn cho thầy. Vậy không cãi được. Mạnh quá rồi. Dạ anh ba cũng yêu em. Bây giờ Ron kiếm bài nè ba thôi anh em ạ. Hay là mình lên 9 luôn ta. Lên 9 luôn hả? Cảm ơn bài tay nha, cảm ơn Thanh Tú nha. À, điều đen sai lầm trời ơi ba ơi. Ngộ phải được tích ra luôn. Lên 9 luôn nha, lên 9 luôn đồ nha. Phải bỏ cảnh nha ba. Kiếm con khác tăng ngon hơn chứ con này tăng không nổi đâu. Tán mà đủ má. Giả bộ hỏi hả ngồi chỉ tới luôn chứ. Trời má tích đáng. Giả bộ hỏi hả giờ chỉ tới luôn chứ đục má. Để em giữ vậy em đục. Anh ba cho bộ hỏi nó đủ anh còn chỉ tới. Trời chứ để lời phim đó. Đó thua nè chứ. Thua chấm hỏi thua luôn. Chấm hỏi. Thua cái gì nữa. Thua. Mày biết chơi game không vậy? Biết chơi game không? Biết chơi game không? Đồ. Biết chơi tiếp tiên không? Bài vậy mà nó kêu thua thì thôi chịu rồi. Đủ. Ủa, alo Kim Cương, Lobby việc bạch kim không mà kỳ vậy trời. Một kim. Cái Lobby bạch kim không đó chứ mà. Bắt một kim luôn ngu chưa. Một kim vậy chơi vui mà. Trời vui. Thiệt anh sẵn sàng anh cho hỏi một kim đó nhưng mà để mà mày hỏi nhận hỏi xạo lồn cái đụng á mày anh em kênh chat khinh nổi thì anh cũng không biết. Rồi xong rồi rửa với giang hồ nói hỏi này nọ các thứ thì anh cũng không biết. Chứ bộ kim nói với anh nó không quan trọng, quan trọng là cái danh dự. Tôi làm lồ rồi còn danh dự mất chửi lên em. Vậy hồi nói thế lồ không được chạy làng á. Tôi đi bố tôi chạy làng bộ kim của anh ba rồi miếu. Hỏi nói vậy anh chịu rồi. Hỏi sống vậy được sao? Sống vậy mà sống được, chết tiệt. Ê, chị quá, chơi game khó quá. Chưa bay biết được biết ai. Thế nhân đại kẻ thù khờ thì chứ. Anh cũng đáng ngờ lên 7 anh ra được fit độ 2 luôn á. Cái lục mẹ nó nữa chứ. Đúng là game nhân phẩm luôn. Trời ơi, đánh giải. Đánh giải là đợt sau, đánh giải đợt sau đồ ơi. Đợt sau. À thì đánh giải chắc bạn mày thua này nha. Ừ mà có thua cái lồn á. Có mà có thua cái đầu bôi. Top 1. Tính tiền cho anh Trung. Ba 36 hả? Thôi nâng luôn đi. Để chi cho nó hồi lòng. Lên tiết độ 3 luôn á, địt mẹ mày. Cái game tự xấu. Lên thẳng tiết độ 3 luôn ấy. Nó tự nhiên nó kéo qua con Vena của mình chi trời. Thằng này nó bị sao á ta. Ui. Hết hồn. xả lưới Fiddlesticks mạnh. Fiddlesticks mạnh quá vậy. Trời ơi, Fiddlesticks đặc nhiệm mà. Ui rồi gờ đi. Chơi không lại ông này đâu. Ổi ơi, ổi kêu nó. Ổi kêu nó biết cái nút xua nằm đâu không? Ông này ổng chơi da mèo. Nhớ thầy quá. Dạ, cháu nhớ thanh trường nha, cảm ơn em. Vaina đâu, Vaina của tôi đâu, Vaina của tôi đâu. Dạ. Né đây, nó kêu con ngu cái con Shizu kìa. Đây rồi. Hoàn thành bộ tứ siêu đẳng. Bộ tứ đặc nhiệm. Bị nó kêu heo luôn chứ. Kê thì sao? Kê thì sao? Nè, xếp bài không? Xếp bài lỗi mà vẫn nguyên đó. Kê thì sao? Kê như thế nào? Kê vô cái kiếm vô cái mỏ liền. Ngoa mày. Mẫu kim. Top 1 húp 9 chấm. Mai đem vô nhắc mấy bạn. Vậy hả? Mai đem vô nhắc mấy bạn hả? Mấy bạn té luôn. Ủa mà buổi sáng nay có tặng quà cho Ngọc Quyên chưa? À mai mới tặng hả? Rồi đem sô-cô-la vô tặng cho Ngọc Quyên. Có mua bông không? Chiều sáng á, mẹ đi trên đường á, có mấy chỗ mà bán bông, mua một bó bông hồng tặng Ngọc Quyên cho nó tình cụm. Nhưng mà thấy nhà nào có cây bông giấy chợ tặng đỡ tốn tiền. Bông hồng có gai hả? Ừ thôi kiếm bông khác đi, kiếm bông khác cũng được. Để ngày mai ba nói mẹ cho. Ba chạy hát anh ba chở ngang nhà này có bông giấy mới vô ngắt đỡ tốn tiền đó. Ở hồi xưa em tặng thôi bông giấy anh ba, nhà em có bông giấy đại tặng đỡ tốn tiền. Làm lá hoa cúng cũng được. Trời ơi, cái gì vậy? Vậy mà thiệt chứ bây giờ ổi ế luôn á, ổi ế tới giờ nha.